Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé Mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Thôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe em tưởng lâu là vỡ ống nước. Đó. Ngồi xuống. Công nhận. Ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh ấy. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á. Em muốn học chuyện phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Rồi nó cứ nhìn em này, nó cứ trợn mắt nó nhìn em này. Nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi. Xong rồi em nó cứ bảo là no, ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên, anh hiểu không? Em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra, em dồn hết sức bình sinh, em chửi thẳng vào mặt nó. Thế tao không đi, tao vác xác ra đây làm gì? Thế xong nó lại nghe, nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi, em ơi. Thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? ID là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó. Chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ai đi. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Thế hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em cũng đặt quá. Cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh. Thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì. Xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì thấy cười đúng không? Nghe thì rất là buồn cười nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay.
Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ví dụ. Đây, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó, cái miệng bà làm sao á, em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy cái người đó nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân ly đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ kìa loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, ai buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn sao mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó. Tướng em là dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ói. Anh một người chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này. Gớm bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da, cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi, em sợ lắm. Sao vậy? Thôi, em thấy cái tai nạn bơm ấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây, Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi, ô con này sao tự dưng ta mua cá sao mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi, cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí, sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt rồi. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện để anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng, xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi. Không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì? Mua sắm cái gì? Em muốn đi mua bất cứ gì? Anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ, bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ấy. Học cho nó đỡ buồn thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Khó, tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh,
đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại rồi, hết rồi. Rồi. Nó thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh nhanh đi nhá. Ừ. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm thì 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ấy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm. Đấy đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à. Lắm. Khổ sao không lê, tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy đầm? Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đấy. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen. Không thấy được cái gì. Đấy rồi về nằm treo giò lên 4 hôm. 400 nữa là 700 đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Sorry. Hả? Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn ấy. Ồ, ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì trơn á, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? Chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn buồn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây còn này gì nữa? Ông nhìn đi. Cái gì? Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi này. Đây, bằng neo đấy, bằng ESL này, bằng lái này. Còn cái bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bài có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. À. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi xe đọa mà có bằng neo, ăn chơi xe đọa mà học được tiếng Anh, ăn chơi xe đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ, tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi.
em bé Mỏng. Mỏng gì? Bé Mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha. Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mày đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng ở trong nhà, em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ ăn chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đói bụng à? Ừ. Ôi thế được rồi, ngày hôm nay anh nghỉ việc gì, không đi làm gì. Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê, cái gì? Em cook cho anh ăn. Có chữ đàng hoàng. Trời đất ơi, cái đó năm trước rồi em ơi. Vâng. Có số đào hoa, nhắn mấy anh chồng, vợ hai vợ ba. Có chơi thì chơi cho khéo, chớ quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi mời vô, có khách rồi, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già già xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả?
Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh. Đó là trời đó. Trời ơi còn thông dịch nữa hả? Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở nữa mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. Má kia. Hả cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy mày, làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn cái chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Ôi, vậy trời ơi, tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Còn chị Trinh. Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á. Tại chị dữ quá. Cái gì mà dữ vậy, mà dữ vậy cơ, dữ em có dữ quá gì? Chị bị dữ. Còn mày, mày hiền quá ha. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không mà tôi hơn bà, tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bạn bậc à hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không đó. Chồng là chi, em nói chị nghe nè, nó nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu à. Nó ra đời nó gặp gái nó thơm thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi thì mày có thôi. Kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà Lụm vậy trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày Lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? Biết. Con nhỏ rap đúng không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy sợ. Cái gì vậy nè? Bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè. Gì? Cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu dị kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây mời vô. Bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi sao đâu, mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy?
Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen người ta lộn lộn, nó ghen nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té, Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lót vậy không sao đâu. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen, mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Sẵn có ba đứa con nó ở nhà, tao rủ đánh sạch xám. Trời, đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không có nó tỉnh dậy mày biết không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết, nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt. Mà mày Mr. Vacuum nó phải không? Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Rồi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi uống rượu quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha. Thôi, sao đây? Giờ mày xuống đây ráng mày giúp tao đi. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì. Rồi từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training. Cho nên sáng nào á, ổng cũng đi tập cho người ta. Từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm. Cái là 9 giờ tối, cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ông tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Không phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì? Tự nhiên người ta rút lui. Đó, cái người đó là người biết điều, biết không? Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa, ăn chiều rồi chủ yếu là món ăn tối nữa mày. Gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi. Vậy là bà là không người biết điều. Thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha? Đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Ồ, hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê không? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích rồi mẹ ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng thấy chưa? Mày thấy không? Đó, khung cảnh này đó. Ủa trời, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Sao tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho coi hình được không? Nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có cái gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu.
Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết nữa chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra, hở ra. Này sao, liệu mà chắc tao xỉu đâu, tao xỉu. Đừng, 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 đừng xỉu. Đi vô, vô nhà. Đi vô. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì, nó làm không tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Rồi vô nhà đi, vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử nha. Tao tin mày đó nghe. Rồi rồi, tao xử. Sao kỳ cục gì? Trời ơi. Minaj. Minaj. Baby. Minaj. Hello. Hey. How are you? Thể thao không phải khoe hàng, thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you. I love you too. Hey, hey. Ai da? Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ, bị giật bẻ ơi. Giật bẻ hả? Giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ. Tập cho cố vậy, kéo lên nè. Được chưa? Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không? Mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách, ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình, thân hình giật 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 cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? À? Em chưa uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ, dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Oh. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai dạ, vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo hồi nãy là con chuột và con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á. Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và ba đứa em, mà ba đứa em đang tuổi mới lớn.
mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Đấy, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được, được rồi, được. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha. Em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha. Đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng em sửa soạn. Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Gì hả? Tặng cho Vivi. Cảm ơn anh, để lại em thay liền. Thay thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm cái gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Nè, mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó, dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi, em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái coi. Này cho em này. Dạ. Đó. Dễ thương quá anh. Dạ. Vô. Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đấy đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đỡ em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng vậy anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em bằng việc. Đó. Vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nghe anh nha. Bận cái. I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Thì cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta? Em. Vậy. Chị Liễu. Vậy. Chị đi với ai tới đây vậy? Tao dẫn má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À, hết hồn tắt bò hơi luôn á. Nó nghe nè, chị Liễu. Vậy. Chị chơi xấu gì chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt vào nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó, tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình. Nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à. Quậy banh cái gia đình luôn á. Mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Không, vậy hết trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em. Thật, anh...
Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Dạ. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh... Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy, đừng. Ủa? Ồ, ai hello cả nhà. Vô đây, ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Ra khỏi chỗ này được không? Được. Em muốn đi đâu anh chở em đi. Miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ Minh. Minh. Chị Liễu nói em tiếng đi. Chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con đại bàng của lòng anh. Hay quá. À. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em như... đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha. Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Vô nhà anh hơn thôi. Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên vô đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mình là anh. Hét. Hét cái gì mà hét? I wanna go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đây. Bye. Ê! Trời ơi! Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hét. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, để vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Paris by Night 135 từ công phụng trên ngọn tình sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabby. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời. Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ, cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha, nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan nhưng mà xin lỗi dạ, thì như vậy là người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ thôi. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cái quạt này ra nghe,
nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo? À, coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nha. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè, không có phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi cái gì? Coi tình duyên. Rồi thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Ừ. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè, cậu tôi cho. Đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Ừ. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ai cũng dòm tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè. Nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Ừ. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vác. Trời ơi, cứ mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, mấy góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Ừ. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten tròn. À, mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục 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 cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó, làm như tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi bà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa á. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đâu nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm. À. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại á thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Tự hiểu cậu ý ơi. Cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. À, ông ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa, tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi hết nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À, tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi, hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn nha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao mình nên tụi con mà xong. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được như thế là mình những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội đứa cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe? Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết đó. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ tôi nghe, rõ tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con cầu khẩn trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Không, Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, có kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ.
Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ, vậy con cầu ông Tơ Bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ, con cảm ơn ông Tơ Bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Kali. Có nãy Kali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Nói áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Mình là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói, đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời, bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ, tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Mà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Đừng. Dạ thôi, con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con đeo vô rồi. Trời, giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không, cậu Tơ? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Dạ, con thấy tưởng là cậu cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ, sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Hôm nay đốc tờ nói làm sao tin dạ. Không? Dạ, đốc tờ mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó. Bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Ô. Cậu cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ, bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi, để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ bác sĩ trời. Vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bộ ông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy. Cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ này tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đội ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi dạ dạ dạ
Dạ thôi chết rồi, dạ tôi quên cái bóp. Dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ không có gì, không có. Dạ cho xin phép ông anh cho tôi xin lấy cái này hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng, trời bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh, trời em mừng quá. Trời ơi. Trời Linh quá, đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi, anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thấm thiết đi tìm nhau vậy, mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em, tại cổ. Tại anh. Tại em chứ. Tại ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai, hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được? Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu tôi coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay, này tay nắm tay. Quang đó anh, vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều êm, dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhà. Làm lại. Làm nhẹ phải không anh? Dạ. Một chiều êm, tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi. Ngồi anh. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi đó. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng đi kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không hái gì trơn chuội á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi, hơi đâu mà bác mà hái bông phượng rồi ép làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì em bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À dạ, anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chị cà phê sữa. Ừ.
tôi thích trà xanh. Ở lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt, anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu kìa chứ? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Thôi, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Không có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị làm sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn. Tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó, nè. Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. À, mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống có gì không? Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi. Vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi chứ anh vô duyên thiệt đó anh. Bởi vậy, trời em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm, vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan. Cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi má, đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp, dừng thôi. Ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời ơi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật. Cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi, cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi. Anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu. Đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra, bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè. Sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi cho nên bây giờ mới tên Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tới với nhau đi đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao?
tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Ờ sao nó lừ đừ vậy, nhanh lên lừ đừ. Nó nghe, ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Khác quá. Uống không anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á, nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam mà anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi uống luôn đi. Uống đi. Thôi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Daddy good. Anh uống đi. Nha. Uống đi. Bây giờ... Nãy uống... mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Thì vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nói nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu, mấy đời chồng. Chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó. Mà bây giờ em vẫn một mình anh nè. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Mà bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? Anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe, cái mặt của chị nó chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nó chữ phở, nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy, hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở. Rồi em bưng hai tô phở. Ai? Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái văn mà tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì vậy? Sao chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Như quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc vậy ạ. Sao lại... Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẻ dữ thầy? Lẻ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẻ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi ăn. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy? Nấu bằng... Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà nấu đều bằng ngọt. Vậy hả thầy? Trời ơi, ngọt thiệt thầy. Ngọt nè không? Trời ơi, cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt nghe, trời ơi, nó mềm.
Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Trời ơi, ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đạo cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. Dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ là dùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay qua quay lại được, giờ lớn tuổi quay của nó trật luôn rồi. Mày đặt. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à? Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến thì sao? Nhưng đối với anh đó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thôi thiệt là thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ừ. Em không thể nào chịu nổi nó rồi. Ê khoan, cái tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Trời. Cái gì vậy? Ơi, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa vậy ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan quá. Cái gì? Đứng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bả giùm tôi. Ê, trời, cái gì vậy? Giật điện thoại. Giật đi, lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Dương Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt Hải Dương Dương của cậu đó. Cái gì vậy? Giật điện thoại đi. Không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi? Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi sao? Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời, cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi, sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cậu bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à, em vượt dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi. Anh Trọng ơi, anh về đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịch. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh, bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh. Nha, anh say yes đi nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống. Một ngày em uống hai ba bụm thuốc luôn anh. Nhưng ơi, tại tôi. Tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lợ. Không nói thể lợ. Được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét với cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha.
cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Rồi lỡ già đảng trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đảng trí xấu xa, mà đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh, nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó, thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Vì em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà, nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà... Không, đừng nhưng... Ý anh đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ, rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ, Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả Kiều? Thôi nó nghe nè, vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là cái liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu, đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi, nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá à. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe, tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.